Xin kính chào quý vị và các bạn. Mỹ Linh và Mạnh Thắng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyến hành trình mắt đêm được phát sóng hàng ngày trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam chúng ta là một đất nước có nhiều làng nghề truyền thống trải dài trên khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều làng nghề hình thành cùng với sự phát triển của xã hội, của đời sống cộng đồng dân cư với mục đích chung nhất là phục vụ nhu cầu của người dân. Vâng, và chuyến hành trình mắt đêm trong mọi hôm đã cùng quý vị và các bạn đến khám phá rất nhiều những làng nghề truyền thống trên dọc dải đất hình chữ S, tìm hiểu về những nghề truyền thống của đất nước ta. Hôm nay chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu về nét đặc sắc của một làng nghề, đó chính là làng nghề chế tác kim hoàn nổi tiếng của Việt Nam. Nhưng trước tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chính sẽ phát trong chương trình mắt đêm ngày hôm nay. Chuyên mục con số và bình luận với con số, nghề kim hoàn ở Việt Nam xuất hiện cách đây khoảng 2.000 năm. Hành trình khám phá mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những làng chế tác kim hoàn nổi tiếng trong cả nước. Với lịch sử hàng nghìn năm, nghề mỹ nghệ kim hoàn đã trở thành nghề cổ truyền cùng với bao nghề thủ công khác. Nhiều làng nghề mỹ nghệ kim hoàn nổi tiếng từ thời Việt cổ cho đến bây giờ. Ở nước ta, nghề tạo ra các vật phẩm bằng vàng, bạc được gọi bằng hai danh nghề, đó là nghề chạm vàng bạc hay nghề kim hoàn. Mặc dù có thể gọi nghề chạm bạc là nghề kim hoàn, nhưng cái tên kim hoàn mãi đến thế kỷ thứ 6 mới xuất hiện do ba anh em thợ giỏi họ Trần sau trở thành ba vị tổ nghề vàng bạc ở Định Công, Hà Nội mở cửa hiệu lấy tên kim hoàn. Về sau, những thợ vàng bạc mở cửa hàng đều gọi cửa hàng của mình là kim hoàn, và thợ làm đồ nữ trang chạm trổ vàng bạc cũng được gọi chung là thợ kim hoàn để ghi nhớ công lao ba vị cận tổ họ Trần. Những phát hiện khảo cổ học gần đây nhất ở Việt Nam đã giúp chúng ta nhìn xa hơn về quá khứ. Người Việt cổ, ngay từ thời đại đồ đá mới, đã tìm ra vàng, bạc, cũng như đã phát hiện và sử dụng nhiều loại đá khác nhau, kể cả đá ngọc. Tuy nhiên, buổi ban đầu, người Việt cổ ít quan tâm đến vàng bạc. Phải đến thời đại đồng thau và thời kỳ đồ sắt, do kỹ nghệ luyện kim phát triển, vàng bạc mới dần được quý trọng. Càng về sau, vàng bạc cùng chiếm vị trí hàng đầu trong các kim loại và được sử dụng ngày càng nhiều trong việc chế tác đồ trang sức và đúc tiền. Như vậy, nghề vàng bạc ở Việt Nam đã xuất hiện rất sớm, cách chúng ta khoảng trên 2.000 năm. Nhưng phải đến thế kỷ thứ 7 trở đi, nghề kim hoàn ở nước ta mới thực sự phát triển và phát triển rực rỡ dưới thời Lý Trần, với kỹ thuật chế tác đạt tới trình độ điêu luyện. Bà Nà Hills, đường lên tiên cảnh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mặc dù chúng ta đã quá quen thuộc với những đồ trang sức hay là những đồ trang trí, đồ mỹ nghệ bằng vàng bạc, nhưng mà khi nói tới lịch sử và xuất xứ của vàng bạc thì có lẽ là ít ai biết tới. Con số bình luận vừa rồi đã phần nào cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin thiết yếu về lịch sử ra đời của vàng bạc cũng như là kỹ nghệ chế tác vàng bạc ở nước ta. Thưa quý vị, là trải dọc chiều dài đất nước thì có hàng trăm làng nghề lớn nhỏ với đủ các nghề thủ công truyền thống. Tuy nhiên có một nơi được mệnh danh là đất bách nghệ, đó chính là Hà Nội, kinh đô Thăng Long xưa. Và đây cũng chính là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình mắt đêm ngày hôm nay. Vâng ạ, có lẽ là trong chủ đề ngày hôm nay khi mà nói tới Hà Nội với chủ đề này thì chúng ta sẽ lập tức nghĩ tới con phố Hàng Bạc đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà tuy nhiên thì không, trong chuyến hành trình ngày hôm nay chúng ta sẽ không dừng chân ở Hàng Bạc mà chúng ta sẽ xuôi ra khu vực ngoại thành đến với làng Giát Vàng Bạc Quỳ, Kiêu Kỵ, một trong những làng nghề truyền thống về nghề chế tác kim hoàn ở nước ta. Vâng, thưa quý vị, là làng Kiêu Kỵ thì thuộc huyện Gia Lâm, là nơi duy nhất trong cả nước còn giữ nghề làm vàng quỳ.
Làng nghề dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ thì có lịch sử là trên 400 năm. Sản phẩm vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ thì nổi tiếng khắp nơi, dùng để thếp lên những cái bức tượng hay là hoành phi câu đối. Vâng ạ, và đặc biệt hơn nữa, giờ đây làng nghề Kiêu Kỵ còn là một điểm đến rất quen thuộc của du khách trong và ngoài nước muốn tìm hiểu thêm về nghệ thuật chế tác vàng bạc quỳ ở nước ta. Và ngay sau đây, để tìm hiểu thêm về làng nghề này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây. Ai về Kiêu Kỵ quê ta, có Đức Thánh Tổ dạy ra nghề quỳ. Kiêu Kỵ nghề bạc, nghề vàng, làm ra đem bán cho người thợ sơn. Thếp tượng rồi lại thếp ngai, hoành phi câu đối khắp nơi chùa chiền. Kiêu Kỵ là làng nghề truyền thống thuộc đất Đông Ngàn, Kinh Bắc xưa, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Làng Kiêu Kỵ nằm ở phía bờ bắc sông Hồng, cách trung tâm thủ đô khoảng 15 km, có lịch sử trên 400 năm. Trải qua nhiều thế hệ, nghề truyền thống của mảnh đất này vẫn được con cháu gìn giữ và phát triển. Xưa kia, dân làng Kiêu Kỵ học được nghề sắt vàng bạc do ông Nguyễn Quý Trị truyền dạy. Để tưởng nhớ công ơn của ông, dân làng Kiêu Kỵ đã suy tôn ông làm sư tổ nghề quỳ vàng bạc, một nghề thủ công truyền thống quý hiếm, độc nhất vô nhị ở nước ta. Hiện nay, hội sắt vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ có khoảng 100 hộ kinh doanh sản xuất, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều thanh niên trong làng. Để làm ra vàng quỳ, bạc quỳ, người thợ phải trải qua khoảng 40 công đoạn, đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ. Người thợ giỏi có thể đập một chỉ vàng dàn mỏng thành tấm lá vàng có diện tích hơn 1 m². Tính cơ học ra, người thợ phải đập trên 400 nhát búa mới cho một quỳ vàng, và đây cũng là công đoạn vất vả nhất. Trong các công đoạn thì công đoạn này là đập quỳ là vất vả nhất, thời gian nó lâu nhất. Phải gia công trong khoảng 45 phút đến 1 tiếng mà làm liên tục. Nó nóng thì vàng mới ra được, còn để nguội là nó không ra, sản phẩm nó không được đẹp. Nghề làm vàng quỳ rất tinh xảo, tỉ mỉ, đòi hỏi người thợ phải kiên trì, cẩn mẫn lao động với những thao tác và kỹ thuật chính xác. Còn ở giai đoạn cuối, khi gỡ vàng trả khách, người thợ phải làm việc trong phòng kín gió. Đây là mình đang làm ở khâu đoạn cuối cùng. Khâu này cần độ khéo léo nhất trong các khâu, bởi vì chiếc quỳ đánh ra lá vàng rất là mỏng, mỏng hơn cả giấy, sờ vào đã ai không khéo tay là có thể lát rồi, mà chỉ cần hơi có gió thì lá vàng cũng bị bay. Nên làm khâu đoạn này phải làm ở trong nhà kín. Khi sử dụng vàng quỳ, người thợ dùng chiếc bay rất mỏng bằng xương hoặc mảng tre vắt mỏng để sát vàng lên các sản phẩm. Họa sĩ dùng bút vẽ với dầu sơn chấm vào vàng quỳ để vẽ lên tranh sơn mài. Các sản phẩm của làng Kiêu Kỵ đã có mặt trong cả nước với mẫu mã phong phú, đa dạng. Các sản phẩm của làng nghề Kiêu Kỵ trải dài từ Bắc chí Nam. Ví dụ ở ngoài Bắc ta có chùa Hương, các công trình như là chùa Hương, bảo tàng Hồ Chí Minh. Đến miền Trung ta có Đại Nội Huế. Ở miền Nam ta có các cái công trình của phía đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Thì tất cả các cái chùa chiền đều đã sử dụng sản phẩm của làng nghề. Khoảng độ 3 năm trở lại đây thì được sự hỗ trợ của Sở Công Thương cùng với cả sự học tập miệt mài của nghệ nhân làng nghề. Thì hiện tại là ngoài cái việc là dát vàng, thì nghệ nhân làng nghề có thể thực hiện sơn thép lên bề mặt của các sản phẩm nội thất, như đặc biệt là các sản phẩm về đồ thờ cúng như là hoành phi câu đối, tượng Phật và các công trình về kiến trúc nghệ thuật chùa chiền. Với sự nổi tiếng gần xa, làng Kiêu Kỵ còn là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách. Khi được chứng kiến những công đoạn làm ra lá vàng bạc quỳ, những du khách quốc tế càng trân trọng và khâm phục tài hoa của người thợ nơi đây.
Tôi thấy các nghệ nhân ở đây rất chăm chỉ và tỉ mỉ. Họ ngồi từ 10 đến 12 tiếng liên tục để làm công việc này. Và những sản phẩm làm ra thì đều rất là đẹp. Khi đến thăm các di tích lịch sử, đình, chùa, miếu mạo, các công trình tín ngưỡng, có thể thấy choáng ngợp bởi các pho tượng, các bức hoành phi câu đối, lấp lánh ánh vàng, ánh bạc. Trên các tác phẩm đó, người ta phủ lên một chất liệu độc đáo, các lá vàng quỳ, bạc quỳ. Mặt hàng đặc biệt đó được làm ra bởi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân làng Kiều Kỵ. Thưa quý vị và các bạn, sau các công đoạn tỉ mỉ là sự ra đời của lá vàng quỳ độc đáo. Nghề ráp vàng quỳ là một nghề thủ công truyền thống của Việt Nam, đó là chế biến vàng, bạc ráp thành lá mỏng bằng phương pháp sản xuất thủ công lâu đời. Vâng ạ, như quý vị và các bạn cũng đã theo dõi trong phóng sự vừa rồi, nghề làm vàng bạc quỳ ở Kiêu Kỵ trải qua rất nhiều những công đoạn tinh tế, tỉ mỉ và dày công tốn sức. Và cũng chính vì thế cho nên làng Kiêu Kỵ hàng ngày những người thợ vẫn gắn bó với nghề ráp vàng bạc quỳ. Đến cái mức mà mỗi người ở làng Kiêu Kỵ khi mà nói đùa với nhau thì người ta nói rằng là vàng bạc người ta tưởng là quý ạ. Thế nhưng mà ở làng Kiêu Kỵ thì hàng ngày mỗi người đều tiếp xúc với vàng, với bạc cả. Lúc nào cũng quý cả. Vâng. Bởi vì là nếu mà không tiếp xúc như vậy thì không thể tạo ra được những cái sản phẩm nó tỉ mỉ và đẹp giống như chúng ta vừa theo dõi, đúng không ạ? Vâng ạ. Quay ngược thời gian trở lại một chút, là vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước thì tưởng chừng như là cái nghề truyền thống đã bị biến mất. Nguồn nguyên liệu lúc đó thì rất là khan hiếm. Một năm thì là làng nghề chỉ được cung cấp khoảng một vài cân nguyên liệu vàng bạc. Vì thế mà rất nhiều gia đình đã bỏ nghề để tìm những cái công việc khác để mưu sinh. Đến cuối những năm 80, khi mà đất nước bước vào thời kỳ đổi mới thì vàng bạc được cung cấp nhiều hơn. Do đó thì làng nghề mới có thể hoạt động trở lại. Vâng ạ, vừa rồi khi mà theo dõi phóng sự, anh Mạnh Thắng có nghe thấy là người ta đã nói rằng cái công đoạn mà khó nhất đấy chính là cái công đoạn mà đập vàng. Vâng. Nhưng mà tuy nhiên tôi còn biết một công đoạn khó hơn. Anh Mạnh Thắng có đoán ra là gì không ạ? Thật ra thì tôi cũng chưa nắm rõ lắm về các cái quy trình để có thể tạo nên được những cái miếng vàng quỳ, tranh rồi là những miếng vàng quỳ. Vâng, chỉ có một cái công đoạn lúc nãy mà tôi nghe được một cái người thợ thủ công họ chia sẻ là để có thể là tạo ra một cái miếng vàng rất là nhỏ thì phải gõ trung bình khoảng 400 nhát búa và mất khoảng 45 phút đến 1 tiếng. Tôi nghĩ đó là một cái công đoạn rất là khó rồi, thậm chí nó còn có công đoạn khó hơn cơ. Công đoạn khó hơn gọi là khó thôi, nhưng mà khó rất thú vị. Dạ. Đấy là khi mà lấy những cái miếng vàng quỳ ra, qua 400 nhát búa rồi, nó cảm thấy nó quá là mỏng rồi. Khi mà lấy miếng vàng quỳ ra thì chỉ cần thở thôi là miếng vàng quỳ có thể bay đi mất rồi. Chính vì thế khi mà lấy miếng vàng quỳ ra thì những nghệ nhân đều phải đeo khẩu trang hoặc là có một cái biện pháp nào đó, nhưng mà không thể thở được, bởi vì là khi mà thở thì bay mất rồi. Đấy là nói vui vậy thôi ạ. Có thở nhưng mà thở nhẹ, đúng không ạ? Tức là những cái người nào mà chẳng may mà bị cảm cúm mà thường xuyên hắt hơi thì chắc chắn không thể làm công đoạn này được, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, thời gian gần đây thì do nhu cầu ngày càng cao, nhất là khách du lịch và các công ty chuyên sản xuất đồ mỹ nghệ, kỹ nghệ, nên người dân Kiêu Kỵ cũng đã làm ra cả quỳ tân, rồi quỳ thiếc, quỳ bạc. Tuy nhiên, phát triển nhất thì vẫn là quỳ vàng. Và tuy nhiên có một vấn đề lo ngại hiện nay đang diễn ra ở Kiêu Kỵ, đó chính là tình trạng những cơ sở sản xuất nhập lậu sản phẩm kém chất lượng từ Trung Quốc về và trà trộn vào hàng hóa của làng Kiêu Kỵ. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất và kinh doanh của nghề truyền thống tại làng Kiêu Kỵ. Hiện nay thì các cái làng nghề truyền thống gặp không ít khó khăn và thách thức trong cái việc bảo tồn và phát triển. Chính vì vậy, tìm các giải pháp thiết thực và hiệu quả để các cái làng nghề truyền thống vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển và đóng góp cho đất nước là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Vâng ạ, và bây giờ để tìm hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Thu Hằng, phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam hiện có mặt tại làng Kiêu Kỵ. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay tôi đang có mặt tại làng Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội. Nơi đây nổi tiếng với truyền thống ráp vàng bạc quỳ có lịch sử hơn 400 năm. Và để giúp quý vị có thể hiểu hơn về làng nghề này, chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện với nghệ nhân Lê Văn Vòng. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn nghệ nhân Lê Văn Vòng đã nhận lời mời tham gia chương trình Mắt Đêm của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả.
Dạ vâng, thưa nghệ nhân, được biết là để tạo ra được một lá vàng bạc quỳ dùng để sơn thép thì mất khoảng 40 công đoạn. Và ví dụ như là sản phẩm tượng Phật Di Lặc ở đây ạ, thì nghệ nhân có thể chia sẻ là mất bao nhiêu thời gian để tạo ra được một sản phẩm như thế này, và trong suốt các công đoạn đó thì công đoạn nào được chú trọng và quan trọng nhất ạ? Để hoàn thiện một bức một sản phẩm như tượng Di Lặc ở đây thì như chúng tôi là làm thường thường là mất 3-4 ngày. Thế thì trước tiên cái sản phẩm là phải làm nhẵn. Sau đó khi hom nót mà đã đạt thì chúng tôi mài nhẵn, dùng giấy ráp mài nước, mài nhẵn đi. Đến cái đạt được độ chuẩn thì mới dùng sơn cầm. Cầm sau đó khi như vậy là sơn vừa dốc được dáng thì chúng tôi thép lá vàng hoặc lá bạc lên trên sản phẩm để hoàn thiện. Vâng, vậy trong tất cả các công đoạn đó thì công đoạn nào được chú trọng và được đánh giá là quan trọng nhất ạ? Trong cái sản phẩm, bất kỳ một sản phẩm nào thì cái yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật là đặt lên trên hàng đầu. Nếu khi như vậy là sản phẩm không được mài nhẵn, không được trau chuốt cẩn thận mà để lại những các cái vết xước trên bề mặt sản phẩm là không đạt yêu cầu. Thế thì để giá có cái giá trị của sản phẩm được đạt yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng cao thì yêu cầu người thợ là phải tỉ mỉ trong từng thao tác, trong từng động tác để làm trên bề mặt sản phẩm. Dạ vâng, vậy là có thể nói là 40 công đoạn thì mỗi công đoạn có những cái khó khăn, có những cái vất vả khác nhau và đòi hỏi người thợ phải tập trung cao độ cũng như là tỉ mỉ khéo léo trong từng công đoạn phải không ạ? Vâng. Dạ vâng, thưa nghệ nhân, hiện nay thì có một số làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một vì không có thế hệ kế cận. Vậy làng nghề Kiêu Kỵ thì có hướng đi, hướng phát triển như thế nào để gìn giữ bảo tồn nghề cho các thế hệ sau ạ? Quê hương Kiêu Kỵ có một cái nghề đặc thù, là một nghề truyền thống có bề dày trên 400 năm. Đây nó là một cái nghề độc nhất vô nhị của làng, không những là của làng nghề Kiêu Kỵ mà thậm chí là của cả nước Việt Nam chúng ta. Đây nó là một cái nghề mà cha ông chúng tôi đã gìn giữ và truyền dạy lại cho những thế hệ như chúng tôi và các con, các cháu, các em, các cháu bây giờ. Thì trong cái giai đoạn trước đây, trong thời kỳ như vậy là còn chưa chuyển đổi kinh tế, tưởng chừng đã bị mai một. Thế sau khi chính sách được mở cửa thì các cấp lãnh đạo đã quan tâm nhìn nhận đến các làng nghề thủ công trong các tập thể hợp tác xã nông nghiệp. Thì đây cái nghề phụ của chúng tôi hiện tại bây giờ lại cho cái thu nhập chính. Vì thực ra là cấy trồng nông nghiệp bây giờ đúng ra là nó không được hiệu quả. Mà cái nghề phụ của chúng tôi là một cái nghề độc đáo, cho nên là tận dụng được cái sức lao động của các cụ già rồi các em nhỏ trong những khi lông nhàng. Thế thì được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo, mà cụ thể là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện tại là chính quyền đã dành ra diện tích hơn 12 hectare để như vậy là sản xuất tập trung, thành lập cụm sản xuất làng nghề. Thì chúng tôi cũng rất là lấy làm phấn khởi, rất mừng là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có cơ hội sản xuất tập trung để như vậy là tránh cái ô nhiễm cho làng nghề. Và hy vọng rằng là sắp tới đây nghề ráp vàng bạc quỳ của làng nghề Kiêu Kỵ chúng tôi sẽ ngày một phát triển mà vươn xa, không những là ở trong nước mà sẽ vươn xa ra quốc tế. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ nhân Lê Văn Vòng và xin được chúc cho nghệ nhân Lê Văn Vòng sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tạo ra được những sản phẩm ráp vàng bạc quỳ ấn tượng và độc đáo như thế này ạ. Vâng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng với những định hướng phát triển của làng Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội thì những sản phẩm của làng Kiêu Kỵ sẽ phát triển hơn nữa, nổi tiếng ở trong nước cũng như là trên quốc tế. Còn bây giờ xin được trở lại trường quay với hai MC của chương trình. Xin được cảm ơn phóng viên Thu Hằng cùng vị khách mời của chương trình về những chia sẻ vừa rồi. Quả thực là chỉ một chỉ vàng đập dẹt mà chúng ta có thể đập ra được một miếng vàng có diện tích hơn 1 m², quả thực là một điều kỳ diệu đúng không ạ? Và hiện tại thì ngành công nghiệp dát vàng quỳ ở nước ta ở làng Kiêu Kỵ là duy nhất, và đến cái ngành công nghiệp hiện đại như là Nhật Bản cũng chưa thể nào mà làm được một miếng vàng với cái diện tích mỏng như thế mà diện tích lớn như thế đấy ạ. Vâng, có lẽ là một chỉ vàng, như các bạn thấy là một chỉ vàng thì nó cũng không quá nhiều, nhưng mà chúng ta có thể qua cái đôi bàn tay khéo léo của người thợ thì có thể cán ra được một cái lát vàng mỏng tới hơn 1 m². Đó, rõ ràng đó là một cái điều rất là thú vị, và tôi tin chắc rằng rất nhiều cái khách quốc tế, mà ngay cả bản thân người Việt Nam chúng ta, khi mà nghe thông tin này thì cũng sẽ cảm thấy rất là bất ngờ đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, qua những cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã có thể là hiểu hơn giữa cái cuộc trò chuyện phóng viên Thu Hằng của chúng tôi với một nghệ nhân ở làng Kiêu Kỵ, một cái nhìn tổng quan hơn về ngôi làng này cũng như là công việc của những nghệ nhân ở đây đang làm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm hình ảnh của làng Kiêu Kỵ qua hệ thống Flycam của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chia tay với làng dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ, tiếp tục chuyến hành trình hôm nay, chúng ta sẽ trở về quê lúa Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, vàng công, bạc sâm, đồng xá, đó là câu nói ví von được người ta nhắc tới khi nói về những làng nghề thủ công nổi tiếng của Bắc Kỳ xưa nay. Nếu như Thăng Long xưa có hai phường nghề nổi tiếng xa gần, đó chính là Định Công và làng đồng Ngũ Xã, thì mảnh đất cổ Thái Bình luôn luôn tự hào với những kỹ thuật chạm khắc tinh tế và độc đáo của làng chạm bạc đồng sâm. Cách thành phố Thái Bình khoảng 20 km về phía đông, làng nghề chạm bạc đồng sâm thì nằm nép mình bên hữu ngạn dòng sông Đồng Giang Hiền Hòa. Và để tìm hiểu rõ hơn về làng nghề này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Không biết chính xác từ bao giờ, những âm thanh đục đẽo, chạm đồng,
chạm bạc từ lâu vẫn vang lên khắp đầu làng cuối xóm của ngôi làng Đồng Sâm. Theo những bậc cao niên trong làng thì nghề chạm bạc gắn liền với người dân nơi đây gần 600 năm nay. Từ thời Vương Triều nhà Lê đến thời nhà Nguyễn, nhiều nghệ nhân làng Đồng Sâm được triệu lên kinh đô để chế tác các vật phẩm phục vụ cho triều đình như khảm vàng, khảm bạc, các đồ thờ, đồ tiến cúng, đồ dùng sinh hoạt cung đình và cả đồ dùng cho các vị đại thần trong triều. Sang đầu thế kỷ 20, sản phẩm của làng còn được đưa sang Paris dự hội chợ triển lãm và dạy nghề. Các dòng sản phẩm của làng Đồng Sâm từ xưa đến nay luôn đảm bảo sự hoàn hảo và nổi bật với hoa văn trang trí tinh xảo kết hợp với thủ pháp xử lý sáng tối. Trong bốn khâu cơ bản của kỹ thuật kim hoàn, trơn, đầu, đậu, chạm thì ưu thế của Đồng Sâm nằm ở kỹ thuật chạm trổ tài tình, tinh tế. Tài năng và tính cẩn trọng của nghệ nhân chạm bạc Đồng Sâm tạo ra sản phẩm không chỉ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng khó tính mà cả những người am tường nghệ thuật. Vì thợ Đồng Sâm nó gọi là có cái mấy cái môn gọi là trơn, đấu, đậu, chạm. Như chúng tôi là cái thợ kỹ thuật bằng hàng đầu hay là nghệ nhân trong làng nghề thì riêng một tay mình chúng tôi có thể làm toàn bộ sản phẩm từ A đến Z. Đấy, cho nên là cái độc đáo của chúng tôi là cái chạm trổ. Thế là chúng tôi dựa thêm các cái chất bạc, chất kim loại để chúng tôi xử lý cái ánh sáng, ánh tối của nó cho nó đẹp thì so với các làng nghề khác. Thì chúng tôi đấy là những cái nét độc đáo của chúng tôi. Sau nhiều thăng trầm của cuộc sống, làng nghề Đồng Sâm đã không ít lần lao đao và để rồi lại khởi sắc khi bước vào cơ chế thị trường. Không chỉ nhiệt huyết với nghề, những người thợ làm Đồng Sâm hôm nay vẫn luôn tìm tòi, đổi mới sáng tạo, tìm hướng khắc phục những khó khăn. Hiện nay, sản phẩm thế mạnh của Đồng Sâm đã chuyển từ bạc truyền thống sang chất liệu đồng, nhắm vào phân khúc đồ thờ cúng như đỉnh, vạc, lư hương, các con vật thiêng trong tứ linh. Với cái thị trường hiện nay rất là khó khăn trong cái thị trường chung của cả nước thì cái chạm bạc Đồng Sâm của chúng tôi này thì rất là cố gắng duy trì. Thứ nhất là phải yêu nghề, thứ hai nữa là phải càng ngày càng nâng cao kỹ thuật đấy, để cho làm sao mà cái bàn tay của người thợ càng ngày càng phát huy thì với lại giữ vững được sản phẩm. Với những kỹ thuật truyền thống mà cha ông để lại cùng tài năng của người thợ, sản phẩm chạm bạc của Đồng Sâm đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong dòng chảy làng nghề truyền thống của dân tộc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng ta vừa theo dõi trong phóng sự vừa rồi, bước chân đến làng Đồng Sâm, chúng ta sẽ được nghe văng vẳng đâu đó âm thanh của những búa, những đục chạm khắc trong không gian yên bình của quê lúa. Và nơi đây cũng là nơi đã sản sinh ra rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật mang giá trị cao, tiêu biểu cho nghề tinh hoa của nghề chế tác vàng bạc. Vâng, thưa quý vị, ở làng Đồng Sâm thì sản phẩm của làng thì bao gồm cũng có 3 loại là thờ cúng, trang sức và mỹ nghệ. Đồ thờ cúng thì bao gồm các loại như là đỉnh, vạc, lư hương, đĩa quả, chân đèn, ngai, mũ thờ, long lân quy phụng, vân vân. Còn về đồ trang phục, trang sức thì rất là nhiều loại, ví dụ như là dây chuyền, xà tích, nhẫn, hoa tai, lắc hay là vòng bằng bạc, mỗi loại lại có rất là nhiều những kiểu dáng rất là khác nhau. Vâng ạ, còn một phân khúc nữa đấy chính là phân khúc đồ thủ công mỹ nghệ. Thì ở Đồng Sâm được sản xuất theo hàng dập khuôn, nghĩa là thợ thủ công sẽ chạm trổ trước, sau đó thì sẽ khảm bạc lên đó. Và với sự sáng tạo của nghệ nhân thì với mỗi sản phẩm lại có một cách thức cũng như là một chất liệu sản phẩm khác nhau. Và không chỉ đơn thuần bằng bạc hay là đồng, nhiều món mỹ nghệ như là lược, đũa, cốc, chén còn kết hợp với những chất liệu khác như là ngà, gốm sứ, thủy tinh và chỉ sử dụng đồng và bạc như là một họa tiết trang trí tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Dù thuộc dòng nào đi chăng nữa thì những sản phẩm của Đồng Sâm luôn đảm bảo cái sự hoàn hảo và nổi bật của các hoa văn trang trí rất là tinh xảo, cân đối và sử dụng cái thủ pháp xử lý sáng tối nhờ tận dụng được đặc tính phản quang của chất liệu bạc. Nhờ vậy mà sản phẩm của Đồng Sâm không chỉ đáp ứng được của những khách hàng khó tính mà ngay cả những người am tường nghệ thuật nữa.
Vâng ạ, và có dịp đến với làng Đồng Sâm vào ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch tới đây thì quý vị và các bạn sẽ được hòa mình trong không khí sôi động của lễ hội đền Đồng Sâm với những nghi lễ như là rước, tế lễ đình, các trò chơi dân gian rất phong phú. Đây là dịp để tưởng nhớ đến công ơn của ông tổ nghề chạm bạc Nguyễn Kim Lâu của những cái người thợ Đồng Sâm, và là dịp để chúng ta có thể chọn mua những cái kiệt tác tinh xảo được các nghệ nhân giỏi nhất của làng làm ra từ vàng bạc. Đến với Thái Bình, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng toàn cảnh quê lúa từ trên cao của hệ thống flycam của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Phá một châu Âu trên đỉnh Bà Nà, lãng mạn, cổ kính với đường nét kiến trúc đặc trưng riêng có, vui nhộn, hào hứng, thăng hoa cùng lễ hội, âm nhạc đường phố và những điều mới lạ tưởng chừng chỉ có ở châu Âu. Trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực đẳng cấp 5 sao. Đừng bỏ lỡ cơ hội tận hưởng những điều tuyệt diệu nơi đây. Bà Nà Hills, đường lên tiên cảnh. Thi ăn món cay nóng. Bí quyết là trà thảo mộc Dr. Thanh với 9 loại thảo mộc tự nhiên, không chất bảo quản, thanh lọc cơ thể, không lo bị nóng. Nóng trong người, uống trà Dr. Thanh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Căng thẳng mệt mỏi quá, đừng để căng thẳng mệt mỏi khiến bạn nản lòng. Trà xanh không gầu nguyên chất tự nhiên với tinh chất TGCG giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Trà xanh không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Mắt Đêm được phát sóng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam với hành trình khám phá những làng kim hoàn nổi tiếng trên cả nước. Thưa quý vị, trong hành trình tìm về những giá trị cổ của dân tộc và ẩn sau những làng nghề thì chúng ta không thể không ghé thăm cố đô Huế, nơi ẩn chứa cả một kho tàng di tích văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị của đất nước qua nhiều thời kỳ. Vâng ạ, trong lịch sử, cố đô Huế là nơi hội tụ nhiều nghệ nhân, thầy thợ giỏi trên khắp cả nước về để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, lễ nghi và điều hành quốc gia dưới thời phong kiến nhà Nguyễn. Khác với những ngành nghề khác ở những làng nghề khác, nghề truyền thống kim hoàn ở làng Kế Môn, tỉnh Thừa Thiên Huế có nét đặc thù rất riêng khi con dân không làm nghề trong làng mà tỏa đi môn phương. Và chúng ta sẽ thấy rõ hơn sự khác biệt qua phóng sự sau đây.
chúng tôi tìm đến với Tịnh Tâm Kim Cổ, một trong những điểm đến thú vị được khuyến nghị cho du khách khi tham quan cố đô Huế. Với diện tích hơn 2.000 m2, nơi đây là khu trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm kim hoàn xứ Huế. Điểm đặc biệt là toàn bộ cơ sở này đều do người con xuất thân từ làng Kế Môn là nghệ nhân kim hoàn Trần Duy Mong xây dựng. Mang tâm niệm lấy đạo đức nghề làm nền tảng, thường xuyên trau dồi để đưa nghề đạt đến tầm cao mới. Thương hiệu và uy tín của nghệ nhân Trần Duy Mong luôn được người dân xứ Huế và du khách tín nhiệm. Bởi các sản phẩm không những được chế tác tinh xảo mà còn được gửi gắm tâm huyết, lửa nghề từ những bàn tay người thợ kim hoàn làng Kế Môn. Hơn thế nữa, mỗi sản phẩm còn là một thông điệp góp phần quảng bá giá trị văn hóa vùng đất cố đô, tinh hoa nghề truyền thống đến với bạn bè muôn nơi. Ngoài việc kinh doanh hàng kim hoàn, nghệ nhân Trần Duy Mong còn truyền nghề cho những học trò của mình. Không cần phải là con em của làng Kế Môn, là người Huế hay đến từ bất cứ nơi đâu, miễn là yêu nghề, có thiện tâm thì ông sẵn sàng truyền dạy. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, nghệ nhân kim hoàn Trần Duy Mong nhận được nhiều bằng khen, phần thưởng của nhà nước, các hiệp hội trao tặng. Hơn tất cả, danh hiệu ấy là sự tín nhiệm của mọi người, chính là một món quà chân quý mà cả cộng đồng, xã hội ghi nhận. Và dù có thành công như thế nào, những nghệ nhân, thợ kim hoàn của làng Kế Môn đều luôn nhớ và tri ân nguồn cội, bậc tổ nghề tiền nhân. Theo nhịp sống hối hả, cứ thế những con dân của làng kim hoàn Kế Môn lại tỏa đi muôn phương, lan tỏa đi tinh hoa nghề truyền thống xứ Huế một cách cần mẫn, bình dị, như chính cách họ học hỏi, trau dồi và truyền lửa nghề. Làng Kế Môn nằm ở xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Làng nằm về phía đông bắc, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 40 km. Và theo sử sách ghi lại, thì nghề kim hoàn Kế Môn ra đời vào khoảng thế kỷ 18, khá là sớm đúng không ạ? Nghề kim hoàn Kế Môn là nghề thủ công cổ truyền thống, chuyên làm đồ, trang sức bằng chất liệu vàng bạc có trang trí hoa văn. Và sản phẩm kim hoàn do người thợ Kế Môn chế tác thì có rất là nhiều loại như là nhẫn, bông tai, khuyên, xuyến, vòng, kiềng hay là lắc, dây chuyền. Các mặt hàng này thì rất là phong phú về mẫu mã, kiểu dáng, chạm trổ rất là tinh xảo, có nặng ngọc hoặc là đá sapphire, óng ánh, rất là bắt mắt. Vâng ạ, mỗi làng nghề thì có một bí quyết rất riêng. Và trước khi đi tìm hiểu về bí quyết của làng nghề Kế Môn, thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn ngắm những hình ảnh rất đỗi bình yên của làng quê xứ Huế qua hệ thống Flycam của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Lần theo ân
được chứ không vui kỷ niệm vòng tay hồng tròn. Tôi nhớ khúc ca tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến từ đầu chương trình đến giờ, khi mà được xem phóng sự này, rồi được nghe chia sẻ của những nghệ nhân làm vàng chế tác kim hoàn, thì không biết là anh Mạnh Thắng cảm thấy như thế nào ạ? Tôi cảm thấy là muốn có một vài chỉ vàng. Thật ra này nói vui vậy thôi, chứ trước khi mà làm cái chương trình này ấy, khi mà cũng có xem một vài những công trình kiến trúc không chỉ ở trên thế giới mà tại Việt Nam nữa, khi mà họ có nói là toàn bộ những cái tường rồi là những cái họa tiết ở trong nhà của họ được dát vàng, thì cái thời điểm đó tôi nghĩ ấy, là cái việc mà dát vàng đấy thì chắc là nó phải cực kỳ đắt. Nhưng mà lúc đấy thì khi mà nghe chúng ta chia sẻ từ những cái người thợ thủ công, tức là một cái chỉ vàng bé bằng cái nhẫn của tôi chẳng hạn đấy, ví dụ như vậy, chỉ là được cán ra thành một cái miếng vàng mỏng và tới khoảng 1 mét vuông, thì rõ ràng là cái việc khi mà nó cán lên và trang trí lên những cái họa tiết như vậy thì thật ra thì tôi nghĩ tất nhiên là nó cũng đắt, nhưng mà nó cũng không đắt giống như là tôi tưởng tượng ban đầu ạ. Vâng ạ, nó đắt là đắt ở cái khác anh ạ. Vâng. Nó đắt là đắt ở tình yêu. Vâng. Đắt ở cái công sức người ta bỏ ra. Chính vì thế mà những cái sản phẩm này nó đắt, chứ không phải là bởi vì một chỉ vàng
chứ là nó đắt hay là nó rẻ. Đương nhiên thì vàng là một trang sức quý rồi, mà đã quý thì nó cũng có những cái giá trị riêng. Và dường như là bây giờ vàng là tôi nghĩ là cũng đang là một trong những cái trang sức có giá trị nhất định đấy ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì cái đắt hơn cả ở những cái món đồ đó chính là công sức của người thợ bỏ ra 400 nhát búa nện xuống và cái nín thở chứ không ạ? Vâng. Tôi và anh Mạnh Thắng thật ra thì là cái so sánh như thế là nó khập khiễng rồi, bởi vì tôi đang so sánh về cái giá trị vật chất, còn bạn thì đang so sánh về cái giá trị tinh thần. Hai phạm chủ này không thể so sánh với nhau được. Không, nhưng mà khi mà có vật chất và tinh thần cùng hòa quyện vào thì nó mới tạo thành một cái sản phẩm hoàn hảo đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, một chút cái câu chuyện đưa đẩy giữa Mạnh Thắng và Mỹ Linh để các bạn có thể là hiểu rõ hơn một chút về các cái công việc của người thợ thủ công mỹ nghệ, họ đã làm ra những cái sản phẩm dát vàng, họ kỳ công đến như thế nào. Còn bây giờ quay trở lại với hành trình mắt đêm ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phóng viên Tiểu Bảo sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về mảnh đất Kế Môn, mảnh đất xứ Huế qua cuộc gặp gỡ của vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin mời phóng viên Tiểu Bảo ạ. Vâng, xin chào trường quay, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Mắt Đêm. Cố đô Huế là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa, trong đó là vùng đất kinh kỳ xưa, cho nên tập trung một đội ngũ nghệ nhân phát triển với các nghề truyền thống. Và trong phòng sự vừa rồi, quý vị đã được đến với một không gian làm nghề kim hoàng, được thừa hưởng dựa trên bản sắc của làng nghề kim hoàng Kế Môn. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn nữa về việc gìn giữ cũng như phát huy các giá trị của nghề kim hoàng xứ Huế, chúng tôi đang có cuộc trò chuyện với nghệ nhân kim hoàng Trần Duy Mông. Vâng, xin chào nghệ nhân. Cảm ơn nghệ nhân đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay. Thưa nghệ nhân, là một người con của làng Kim Hoàng Kế Môn và đặc biệt làng của mình có một truyền thống rất nổi tiếng về nghề làm kim hoàng. Vậy thì theo nghệ nhân, điều đó nó ảnh hưởng đến cái phong cách, cái làm nghề cũng như kinh doanh của mình như thế nào ạ? Tôi là con dân của làng Kế Môn. Tôi là họ Trần. Thì quả bậc tiền bối ngày xưa là cả về truyền nghề cho con dân của làng của tôi, đặc biệt trong đó là có hai họ, tức là họ Huỳnh và họ Trần, là được hai ngài tổ sư Cao Đình Độ và Cao Đình Hương truyền nghề và gìn giữ nghề cho đến những cái thế hệ bậc trước, còn tôi là hậu duệ về sau. Thì chúng tôi cũng là theo nghề truyền thống của kim hoàng làng Kế Môn mà để các bậc tiền bối đã để lại một cái di sản về nghề nghiệp cho làng. Thì tôi là gìn giữ thế hệ hậu duệ về sau, mà nhưng cũng gìn giữ về nghề để và truyền đạt nghề qua những cái thời kỳ khi tôi đi lớn lên mà đi học nghề, thì là cũng theo truyền thống của ngành nghề thì gìn giữ và dạy dỗ nghề cho con dân của trong làng, mà không những trong làng mà cũng là những người không cùng quê, để gìn giữ mà truyền nghề lại cho những cái thế hệ sau này. Thưa nghệ nhân, trong thời buổi hiện nay thì chắc hẳn rằng không riêng gì nghề kim hoàng mà nhiều nghề khác cũng chịu sức ép cạnh tranh. Nhưng mà nghề kim hoàng lại là một nghề nó mang tính chất đặc thù, và thì theo nghệ nhân, điều đó nó cần phải thay đổi như thế nào để có thể cạnh tranh cũng như là phát triển tốt hơn nữa? Thì qua từng cái thời kỳ và những cái thế hệ, những thế hệ của tôi thì coi như là đi học nghề thì nói chung là làm về và truyền nghề cho ngành nghề về thủ công thôi. Thì qua những thời kỳ và đổi mới thì càng ngày thì sự phát triển của cái ngành nghề càng đi lên. Nhưng cái truyền thống, cái ngành nghề truyền thống thì cũng không thể bỏ được, là vì cái đó là những cái bảo tồn và gìn giữ cho cái nghề truyền thống ngày xưa. Nhưng qua những cái thời kỳ và đổi mới như hiện nay, thì sự phát triển là của cái ngành nghề thì càng ngày thì người ta thì kia là làm thủ công, bây giờ các cái công nghệ cao thì bây giờ người ta làm về bằng máy móc. Thì theo cái xu hướng mà như hiện nay, vì thủ công là một cái nghề làm rất là chậm, rất là lâu. Nhưng qua những cái thể đổi mới bây giờ làm qua máy móc thì cái sự phát triển và sản xuất ra những cái thị hiếu và cái mặt hàng để cho cái tiêu dùng hợp theo thời trang thì dùng qua những cái công nghệ mới, nhất là máy móc. Thì cũng là từ một cái ngành nghề truyền thống, từ có cái thủ công rồi khi đó mới có đến là cái sự máy móc. Thưa nghệ nhân, trong chương trình Mắt Đêm ngày hôm nay
hội tụ rất là nhiều nghệ nhân cũng như là rất là nhiều làng nghề kim hoàng trên cả nước. Vậy thì nghệ nhân từ đầu cầu Huế có cái lời nhắn nhủ gì đối với anh em nghệ nhân cũng như những người làm nghề kim hoàng trên khắp cả nước không ạ? Thì tôi là cũng người kim hoàng tại Huế, mà quê của chúng tôi thì coi như là trong ngành nghề truyền thống thì cũng là đi làm ăn coi như là trên mọi miền đất nước, cũng là chỗ nào cũng có của quê của tôi, là cũng là cái sự phát triển là của ngành nghề kim hoàng của quê tôi. Mình nhưng cũng ai cũng là gìn giữ và bảo tồn cái ngành nghề của ông cha để lại, là thành ra cái sự phát triển đó là cái điều quê tôi cũng thấy rất là mừng. Những khi mà đã đi các nơi thì gìn giữ nghề nghiệp và bảo tồn lại để là cái sự phát triển của ngành nghề của quê tôi. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nghệ nhân và chúc nghệ nhân có thật nhiều sức khỏe để có thể gìn giữ, phát huy và quảng bá nghề kim hoàng của xứ Huế. Vâng, thưa quý vị khán giả, không riêng gì ở tại xứ Huế mà nhiều con dân của làng Kế Môn đã tỏa đi khắp muôn phương để gìn giữ, phát huy và quảng bá đi tinh hoa của nghề kim hoàng. Có thể thấy ngày nay rất ở nhiều thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Hà Nội đều có sự có mặt của con em làng Kế Môn với nghề kim hoàng nổi tiếng. Và bây giờ xin được trở lại với trường quay tại Hà Nội ạ. Xin cảm ơn phóng viên Tiểu Bảo. Thưa quý vị và các bạn, trong hơn 200 năm qua thì hàng ngàn người làng Kế Môn đã rời làng ra đi và có mặt trước tiên là ở kinh thành Huế và sau đó là hầu hết các đô thị, thị tứ, chợ lớn của cả nước và sau này là vươn ra thế giới. Nghề kim hoàn đã trở thành nghề kiếm sống của những người dân làng Kế Môn, nghề làm vàng từ đây mà tỏa đi cả nước. Ngày nay dù con dân Kế Môn đã tỏa đi xa, nhưng có lẽ Huế mới thực sự là quê hương của nghề kim hoàn và nghề kim hoàn cũng phát triển từ chính xứ Huế mà ra. Đến với cố đô Huế thì chúng ta khó có thể là bỏ qua việc nhìn ngắm cảnh đẹp của cố đô vào ban đêm, đặc biệt là qua hệ thống flycam của truyền hình Quốc hội Việt Nam ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường thì việc gìn giữ các làng nghề truyền thống luôn là trăn trở của các nghệ nhân kim hoàn. Cạnh tranh với những sản phẩm ngoại nhập, sản xuất bằng móc hiện đại cũng là một trong những thách thức rất lớn đối với những sản phẩm thủ công tại nhiều làng nghề hiện nay. Vâng ạ, mong rằng với sự tận tâm của những nghệ nhân cùng với sự chung tay góp sức của chính quyền, nghề kim hoàn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Không chỉ giữ một nghề truyền thống, mà trong nghề truyền thống đó còn chứa đựng những nét văn hóa rất đặc sắc, rất quý báu của dân tộc Việt. Vâng, thưa quý vị, Huế và làng nghề Kế Môn cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình Mắt Đêm của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Cảm ơn hai nhà tài trợ tập đoàn Sun Group và tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đồng hành với Mắt Đêm trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Khám phá một châu Âu trên đỉnh Bà Nà, lãng mạn, cổ kính với đường nét kiến trúc đặc trưng riêng có, vui nhộn, hào hứng, thăng hoa cùng lễ hội, âm nhạc đường phố và những điều mới lạ tưởng chừng chỉ có ở châu Âu. Trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực đẳng cấp 5 sao. Đừng bỏ lỡ cơ hội tận hưởng những điều tuyệt diệu nơi đây. Bà Nà Hills, đường lên tiên cảnh. Ăn đồ nóng chi sao? Nóng trong người. Nóng trong người, uống trà Dr. Thanh. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn hãy cùng ngắm nhìn lại những hình đẹp đã có trong Mắt Đêm hôm nay. Một lần nữa thì Mạnh Thắng và Mỹ Linh xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Xin hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.